Ui sổ siro đứng làm sao để cho nó xinh nào. Sao lại chân trước chân sau thế kia. Hả à? Ki ơi. Ok rồi rồi. Chào Ki. Loki và Siro. Hôm nay là lấy giống Loki và Siro. Loki thì đợt này đang thay lông nhưng mà vẫn lấy giống. Nhìn ông hơi sơ sát một tí. Đó. Cặp giai gái. Đây là sau khi đã làm việc xong rồi, cho nên là nó không còn có thèm muốn gì nữa rồi. Con Siro quay mặt vào đây nào. Siro ơi. Siro. Không thì đứng ở thế cũng được. Làm sao để mà lấy được mặt của hai đứa. Nào Loki, quay mặt đây nào. Đây. Siro đây. Đang hóng cái gì kia. Nào. Ok. Đó. Rồi. Để quay ngang cho nó phát. Xin chéo. Siro đứng dậy đi chứ ai lại ngồi thế. Loki. Ki ơi. Ok. Nhà ruồi sao ruồi bám thế nào. Ai anh giữ anh quay để em ra em ngồi cạnh hai con xem. Kia, nhìn kia đây đây. Rồi. Đây. Không, anh xoay ngang, đừng xoay dọc. Anh cứ xoay ngang thôi. Về rồi. Rồi ok đẹp lắm. Đây. Nhìn đây đây đây. Gọi đi. Đâu? Huýt huýt. 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 Được rồi đấy, ok đẹp lắm. Thôi ông ơi, ông còn ham hố gì nữa. Sao lắm ruồi thế nhỉ? Mà rõ là trời mưa. Nào Loki ơi. Nó không sạch hết được. Nó thay lông, nó đang thay lông đồ, nó vẫy lông kiểu gì cũng bị. Vẫn còn ham hố à? Thôi được rồi, anh cho con Loki vào đi. Siro tiện cho Siro chơi tí đó. Lượn vào khu vực đấy chơi tí. Hôm nay cho Siro đi sang trại lấy giống. Không có chui ngõ ngách nhá. Chơi một tí rồi về. Tiện. Tiện chúng ta đi ra ngoài. Không có ai để mà cọc Siro, quay Siro sâu tí. Mãi bà mới tìm được cái chỗ bà tè. Nào không chui vào đấy. Nào nào nào. Gai góc Siro. Chơi ở ngoài này thôi. Không chui vào trong đấy. Chui vào trong đấy từ gai nó cào xước hết người. Hơi xa rồi đấy, chơi hơi xa rồi đấy. Đi xa thế, chơi ở đây thôi. Quay lại đây. Siro ơi. Hay thật. Quay đây. Ra đây đã. Ra đây. Chưa gì. Anh còn đang đứng ở đây mà để... Chứ gì đã nhăng về. Muốn về rồi hả?
muốn về thì phải dắt dây với này, anh phải đeo khẩu trang thì mới đi ra kia được. Bãi đỗ xe này không có ai thì chúng ta không cần đeo khẩu trang, chứ ra kia có người là chúng ta phải đeo khẩu trang để còn phòng covid. Nào quay mặt vào đây nào, nhìn nào siro nào, cho xinh gái cái nào, nhìn làm sao để cho nó thật xinh gái cái nào, giờ trời chúng ta về nào. Nào xinh gái siro đâu, trời ơi vừa xinh vừa thơm nữa, xinh quá. Nào ngồi dậy nào, xinh gái nào, quá xinh luôn, xinh thế nhỉ, thế nào xinh gái thế nhỉ. Úi giời, hóa ra là con siro, xinh gái ghê luôn. Trời ơi, ok, quá là xinh, siro xinh lung linh luôn. Sổ tiếc quá anh lại không cầm cái que để mà quay xa, quay gần quá nhỉ. Yeah, quá xinh luôn. Quay mặt đây nào, màn hình đâu này siro, màn hình đâu. Đúng rồi, để làm một cái ảnh thật đẹp rồi về nào, làm một cái ảnh thật đẹp nào, để ý vào nào. Nào không, nhìn vào đây, nhìn vào đây cơ, ảnh thật đẹp rồi về. Đâu rồi, như thế nào cho nó xinh gái nào. Ok, ui sổi siro đứng làm sao để cho nó xinh nào, sao lại chân này, chân trước chân sau thế kia hả, sao lại chân trước chân sau thế kia. Nào chỉnh làm sao nhỉ, chỉnh thế nào nhỉ. Đúng rồi, không không ngồi, ai bẹt mông thế, bẹt mông thế thì còn nói năng gì. Nào xinh gái đâu, nào siro. Ui xổi nó xinh, ui xổi nó xinh gái, siro nó xinh thế nhỉ, nhỉ, xinh quá. Ok, thôi đi về nhé. Thì đấy là cái những cái hình ảnh của hôm cho siro sang lý giống với lại Loki hôm mùng 1 tháng 8. Đến hôm nay thì nhìn thấy siro đã có cái dấu hiệu đậu thai rồi. Thì mọi người ai mà thích cái đàn cún con này thì mọi người có thể chờ nhá. Lịch sinh của nó như vậy, nó sẽ là mùng 1 tháng 10. Mùng 1 tháng 10 là sẽ chờ cái hậu duệ của Loki và siro. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Thank you and see you again.